Báo tuổi trẻ và những vấn đề cần lưu tâm. Như chúng ta đã biết, vừa qua báo Tuổi Trẻ Online đã bị Cục Báo chí xử phạt 220 triệu đồng và đình bản trong 3 tháng vì những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực báo chí theo quyết định số 140, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2018. Theo quyết định, báo Tuổi Trẻ Online đã có hành vi đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết. Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình trên báo ngày 19 tháng 6 năm 2018 và thông tin gây bất đoàn kết trong phần bình luận của bài viết. Sao trong quy hoạch chưa thấy có cao tốc, chưa thấy cao tốc cho miền Tây trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 26 tháng 5 năm 2017. Tuy nhiên, đây chỉ là hai trong số loạt những vi phạm mà tuổi trẻ theo chúng tôi là cố tình mắc phải trong thời gian qua. Cụ thể, một, báo Tuổi Trẻ đã đăng nhiều bài viết có ý tôn vinh binh lính của chế độ ngụy Việt Nam Cộng Hòa như là những anh hùng đã hy sinh để giữ nước. Khi thông tin về sự kiện kỷ niệm 43 năm ngày chiến thắng, báo Tuổi Trẻ đăng tải các bài viết so sánh, nhấn mạnh vào những điểm nhấn công trình nhằm thể hiện công trạng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 như một sự hòa hợp hòa giải để chạy tội cho chế độ ác ôn này. Đó là các bài Nhật Tảo, Chiếm hạm Bi Hùng, chuyên đề giải mật cái chết của Nguyễn Thái Bình, chuyên đề mỏ dầu Bạch Hổ và ngày 30 tháng 4, khát vọng hòa bình mang mạnh hơn sự hận thù, khát vọng hòa hợp trong mỗi người Việt. Hai người lính mong hòa bình mãi mãi, Dinh Thượng Thơ có đáng bị đập bỏ. Thậm chí tuổi trẻ còn cả gan đăng Người Sài Gòn tử tế và cao thượng, từ năm 1954 đã hết lòng quý mến và giữ gìn di sản cho người Pháp mà chẳng mưu cầu điều gì cho họ. Với cách thông tin này, tuổi trẻ đã khiến người đọc suy diễn tiêu cực, gây mất đoàn kết dân tộc. 2. Báo Tuổi Trẻ đã tập trung đăng tải nhiều bài viết bình luận dẫn tin từ báo nước ngoài về Trung Quốc theo hướng bài trung thân Mỹ. Đồng thời, cách thức đưa tin theo quan điểm chính trị của phương Tây gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, vi phạm đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta. Đó là các bài Mục đích thật sự của vành đai con đường là gì? Trung Quốc muốn hiến tinh trùng phải trung thành với Đảng. Đô đốc Mỹ, Trung Quốc đã đủ khả năng kiểm soát Biển Đông. Trung Quốc thách thức Mỹ trên Biển Đông. Bạn chả biết cái gì về Trung Quốc đâu. Tại sao Hồng Kông đòi dân chủ quyết liệt hơn Macau? Trung Quốc đáp trả Mỹ, ông Trump chơi mạnh tay hơn. Trung Quốc tuyên bố chơi cứng với Mỹ nhưng lại đi cửa sau. Dân mạng Trung Quốc gào lên đòi đấu cùng với Mỹ tới cùng. 3. Khi đưa tin về các sự kiện quốc tế, báo Tuổi Trẻ luôn luôn thông tin theo quan điểm chính trị của phương Tây. Các thông tin này vi phạm nguyên tắc trung thực khách quan của báo chí, chưa phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Đảng và nhà nước ta. Mặc dù Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo báo chí cẩn thận trọng khi sử dụng thông tin báo chí nước ngoài, không được đưa tin bình luận theo hướng suy diễn, nhưng báo Tuổi Trẻ đã không nghiêm túc thực hiện, tạo ra nhiều phản ứng tiêu cực từ phía công chúng đối với cách thông tin này. Đó là các bài liên quan đến cuộc chiến ở Syria về Triều Tiên như ông Assad đã chạy khỏi thủ đô trốn trong công sự của Nga, Syria khoe đánh chặn được tên lửa Mỹ của Mỹ, cựu đại sứ Việt Nam tấn công để cảnh báo Nga và Iran, vì sao tổng thống Syria trẻ tuổi khiến lòng dân bất mãn, Mỹ buông Syria, nước cờ cao của ông Trump, Mỹ tố Nga, Syria xóa dấu vết, tấn công hóa học tại Duma, Mỹ cảnh báo Syria đừng ngu ngốc thử Mỹ, Hàn Quốc khen ông Trump có công lớn giúp đàm phán liên Triều, dân Triều Tiên không hay biết gì về thượng đỉnh, lãnh đạo Triều Tiên sẽ đem toilet đến thượng đỉnh liên Triều, Trung Quốc sợ để mất bảo bối Triều Tiên. 4. Ấn phẩm Tuổi Trẻ Cười của báo Tuổi Trẻ có nhiều nội dung biếm họa có dấu hiệu công kích vào các chủ trương chính sách của nhà nước ta, đặc biệt là về công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Cụ thể như trong chuyên đề thuế có các nội dung bài thơ Rem, Bùi Chí Vinh, bài thơ Bức tranh tập thể, Đinh 12, Hoan Qua, Nộp thuế, Cu Tí, Chúc mừng ngành thuế, Seafood. Các bài thơ, bài viết này đều công kích trực tiếp vào chính sách thuế của nhà nước bằng những ngôn ngữ nặng nề, đặc biệt là bức tranh ở trang bìa số 4 của báo Tuổi Trẻ Cười tạo dư luận xấu về hình ảnh lãnh đạo của Đảng ta với chính sách thuế. Nghiêm trọng hơn,
cả là về những biếm họa bôi bác mà nhìn vào ai cũng biết ngay được đang nhắm vào người đứng đầu của đảng ta, như các bức tranh đập chuột Tề Thiên Đại Thánh. 5. Báo Tuổi Trẻ đã buông lỏng quản lý, dung dưỡng cho fanpage của mình đăng rất nhiều bình luận trực tiếp đả phá đảng và nhà nước ta một cách công khai nặng nề, bôi nhọ lãnh đạo của đảng và thành phố Hồ Chí Minh, đăng tải hình ảnh cờ vàng mặt sọc trên fanpage, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, kích động hận thù, chia rẽ tinh thần dân tộc. Đặc biệt, các biên tập viên của trang fanpage đã chủ động hướng lái dư luận xấu bằng cách cho đăng các bình luận tiêu cực, xóa bỏ các bình luận có xu hướng tích cực trên rất nhiều bài đăng trên fanpage của mình. Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ còn là nơi để nhiều phóng viên có tư tưởng tiêu cực chống phá, thường xuyên đăng bài bình luận, vẽ tranh chống đối chế độ, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước trong mạng xã hội. Ngay sau khi có quyết định xử phạt, tức từ ngày 16 tháng 7 năm 2018, báo Tuổi Trẻ còn có biểu hiện thách thức cục báo chí và bộ thông tin truyền thông khi trên website tuổi trẻ.vn vẫn tiếp tục gỡ gạt đăng bài chấm lại toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Trung học phổ thông Hà Giang vì có dấu hiệu gian lận vào lúc 1 giờ 32 phút ngày sáng ngày 17 tháng 7 năm 2018. Mặc dù cuối bài báo vẫn có đoạn viết thông báo đây là bài cuối cùng của Tuổi Trẻ Online trước khi đóng cửa 3 tháng, và trước đó chính tờ báo này cũng ngay lúc 21 giờ 32 ngày 16 tháng 7 năm 2018 đã đăng trên website thông báo sẽ đóng cửa từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 trong 3 tháng. Đến 22 giờ 42 cùng ngày thì cũng chính tờ báo này thông báo chỉ có Nhật báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Tuổi Trẻ Cười là vẫn tiếp tục được xuất bản phát sóng sau ngày 16 tháng 7 năm 2018. Như vậy, chính báo Tuổi Trẻ Online cũng thừa nhận trên trang chủ của tờ báo này kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 là sẽ không xuất bản một bài báo mạng nào nữa. Nhưng đến 1 giờ 32 phút sáng ngày 17 tháng 7 năm 2018, tức là hơn 1 tiếng 32 phút kể từ lúc kết thúc ngày 16 tháng 7 năm 2018, báo Tuổi Trẻ Online vẫn tiếp tục cho xuất bản. Đây là dấu hiệu xem thường pháp luật của tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cần phải được xử lý nghiêm túc để đảm bảo kỷ cương phép nước. Nếu tờ báo này tiếp tục vi phạm đề nghị của Bộ Thông tin Truyền thông, mạnh tay chấm dứt hoạt động nó vĩnh viễn để đảm bảo pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh, trả lại môi trường thông tin trong sạch cho bạn đọc.